Xin chào, lại là tôi chất xám đây. Tôi biết là dạo này anh em hơi bị chăm học vật lý đấy nhá. Cô Minh Thu xinh đẹp giỏi giang thế, ai chẳng muốn được ghi tên lên bảng đúng không? Lại có cả các bồ lão Độ Mi Si, Piu Piu, cắm rễ xem live stream nữa cơ mà. Tôi cũng phải đúa chen tí nhở. Nhưng mà tôi không dạy vật lý đâu. Cô giáo chất xám thích dạy sinh học cơ. Chất xám mà đã dạy thì sẽ toàn là những sự thật nổ não mà các em chưa bao giờ được nghe qua luôn. Ví dụ nhá, anh em có tin rằng mình có đến hai bộ não, một cái ở đâu, còn một cái thì ở trong bụng không? Rồi thì mỗi kỳ đèn đỏ trôi qua, con gái sẽ mất đi bao nhiêu lít máu? Hay thần kỳ hơn, ăn gì mũi sẽ chữa được căn bệnh thế kỷ HIV đấy. Nghe phi lý nhở? Tin hay không tin thì cứ lên lớp, cô giáo sinh học sẽ giải đáp hết. Đầu tiên, anh em không chỉ có một bộ não trong đầu đâu, có một cái nữa ở trong bụng của chúng ta đấy. Khoa học đã chứng minh con người có não ở trong ruột. Đúng, chính xác là như vậy. Đầu thế kỷ thứ 19, thí nghiệm trên loài chuột đã cho ra một kết quả bất ngờ. Các nhà khoa học cắt đứt mối quan hệ giữa não bộ và hệ tiêu hóa của chuột bạch. Và ối dồi ôi, ruột của nó vẫn hoạt động ngon lành mà không có sự chỉ đạo của tuyến thần kinh trung ương. Vậy ai đã chỉ huy vụ này? Ai? Còn ai vào đây nữa? Một cái não ở trong ruột khi thấy người cầm đầu bị hủy diệt đã cầm cờ khởi nghĩa đấu tranh để giành sự sống. Vậy cái não này có tồn tại ở loài người không? Tất nhiên là có, nhưng loài người đã mất rất nhiều thời gian ổn định tâm lý để chấp nhận rằng trong bụng chúng ta có não. Đến tận năm 1998, Michael Dewson, tiến sĩ y khoa, nhà thần kinh học ở Mỹ, đã khẳng định tuyên bố đường ruột là bộ não thứ hai của con người. Trong ruột chứa hơn 100 triệu tế bào thần kinh, hoạt động của chúng tác động đến trạng thái tâm lý của chúng ta và đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra bệnh trầm cảm, Parkinson, liệt dung hoặc Alzheimer, mất trí nhớ. Trong ruột còn chứa serotonin, phân tử sản sinh ra những cảm xúc hạnh phúc của con người, bởi thế đường ruột ảnh hưởng trực tiếp tới cảm giác của chúng ta. Anh em chắc hẳn nghe mấy câu như này rồi đúng không? Ê, sao tao cứ mỗi khi lo lắng lại buồn tẻ thế nhở? Nghĩ đến người yêu cũ, tao đau lòng quá. Hoặc là tao cứ cảm thấy sốt ruột thế nào ấy. Rồi có cả những trường hợp cứ căng thẳng là đau dạ dày, đau bụng. Đơn giản là bởi vì bản thân đường ruột là một cái não, nó liên kết với não bộ trung ương và phối hợp nhịp nhàng với nhau gây ra những cơn đau khi anh em có cảm xúc tiêu cực. Vậy nên để tránh làm đau não thì anh em phải lạc quan lên nhé. Giờ thì biết đến cái não trong bụng rồi, thế nên nếu ai kêu anh em là dùng cái đầu để nghĩ đi thì hãy dõng dạc trả lời, tao dùng ruột nha mày. Mà từ nay, thay vì nói con người hơn nhau ở cái đầu, chúng ta nên bổ sung thêm câu con người hơn nhau ở cái ruột. Bây giờ thì thử dùng cái não ở ruột của mình để suy nghĩ đáp án cho một câu hỏi mang tầm vĩ mô của cô chất xám nào. Con gì tháng nào cũng mất máu mà không chết? 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Câu này, ai không biết thì cô chất xám cho đúp lớp luôn. Tất nhiên là con gái rồi. Khoa học đã chứng minh khi con gái khởi động trực giác, trí tưởng tượng chỉ đứng sau Van Gogh. Khi con gái điều tra người yêu, IQ chỉ đứng sau Conan. Khi con gái tức giận, sức lực chiến đấu chỉ đứng sau Spider-Man. Và khi con gái nổi điên, độ nguy hiểm còn hơn cả chó ngao Tây Tạng. Vậy nên, mất máu có mấy ngày thì làm sao giết chết được những con người có sức mạnh vĩ đại và nghị lực sống phi thường như các nàng? Mỗi lần nước tràn bờ đê, tái tê khắp một miền quê, nước Siroro được đào thải ra là từ 50 đến 80ml, tức là khoảng bằng 1 phần 5 của chai C2, mà ở trong đó, lượng máu thật sự chỉ có 36%, còn lại 64% là các chất đào thải từ bên trong cô bé, nghe sương sương có vẻ ít ỏi nhở. Thế anh em thử tính bài toán này xem. Cánh đồng dâu mỗi mùa thu hoạch được 80ml nước dâu, có tất cả 450 mùa, vậy tổng cộng thu hoạch được bao nhiêu lít nước dâu? Bài giải như sau, tổng số lít nước dâu thu hoạch được là 80 x 450 bằng 36.000ml nước dâu, đổi 36.000ml bằng 36 lít, đáp án là 36 lít nước dâu. 36 lít là số máu mà người con gái phải hy sinh trong suốt cuộc đời mình. Bây giờ, cộng hết máu trong người anh em vào còn chưa đầy 5 lít, thế nên sự hy sinh vĩ đại này cần được vinh danh. Phụ nữ cần nhận được giải thưởng cao quý nhất bởi đã cống hiến 450 mùa dâu.
tương ứng với việc dành 10 năm cuộc đời sống trong nước lũ, còn phải hứng chịu đủ loại đau bụng, mệt mỏi và cáu gắt. Mỗi mùa dâu, thời gian được kiểm soát nghiêm ngặt, anh chị biết tính toán thì sẽ không bị dính chửa. À quên, dính trưởng chứ. Tính toán thế nào á? Nhìn vào cái sơ đồ này, tôi chỉ cho coi. Đầu tiên là 7 ngày đèn đỏ, xin anh em tránh dùm. Lúc này cô bé nhạy cảm và mong manh, giã gạo là gây tổn thương rồi xuất huyết, đáng sợ lắm. Khoảng 12 ngày sau đó thì xếp hình, chắc chắn sẽ đẻ ra được hình bé con đấy. Phòng tránh cho cẩn thận nếu chưa muốn bế con sớm nha. Đây cũng là thời điểm rụng trứng, chị em cứ gọi là thèm ơi là thèm, anh em chớp cơ hội mà chiều nàng đi nhá. Từ sau 12 ngày đó đến ngày rụng dâu tiếp theo là thời điểm an toàn. Chàng và nàng có thể thoải mái tận hưởng phút giây hạnh phúc bên nhau mà không có sự chen chân của ba con sói. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Nếu trời thương anh em muốn cho cháu bé thì hôm nay ngày an toàn, anh đeo ba con sói rồi, em uống thuốc mà anh yên tâm, rồi thì anh kịp mà. Tất cả đều tốn công vô ích, anh em mặn ốc rồi thì phải đổ vỏ thôi nhá. Đừng có mà... Em hai vạch rồi. Em đùa à? Em nói thật thì anh mất gì? Mất liên lạc chứ còn mất gì nữa. Thôi thôi, phụ nữ khổ lắm. Thế nên là các ông phải nhớ yêu thương chị em nhiều nhiều nha. Yêu thương như câu chuyện tình yêu của ngón giữa và ngón áp út đấy. Đừng nói với tôi là chuyện này các ông chưa nghe bao giờ nhá. Thế thì lại để cô chất xám phải kể rồi. Bây giờ anh em cầm điện thoại bằng một tay thôi, đưa tay còn lại ra nào. Rồi gập ngón giữa lại coi. Gập xong thì giữ nguyên tư thế úp tay xuống mặt bàn hoặc mặt phẳng nào cũng được. Giờ thì nhấc ngón út lên đi. Dễ mà đúng không? Nhấc ngón trỏ xem. Được luôn này. Chùm cuối. Anh em giữ nguyên vậy. Cô nhấc ngón áp út lên cao xem nào. Cố nào. 2, 3. Ui trời ơi, tất nhiên là không được rồi. Ngón áp út và ngón giữa gắn bó với nhau như đôi tình nhân, cả hai cùng một bó cơ, đi bên nhau như hình với bóng. Vậy nên nếu anh em cố gắng nhấc ngón áp út lên cao sẽ cảm thấy đau tay. Ngón áp út muốn ở lại với ngón giữa. Nếu anh em cố tình chia cắt họ thì nỗi đau sẽ xảy đến. Hơn nữa, tại ngón áp út còn có một dây thần kinh nối thẳng tới trái tim, tượng trưng cho tình yêu cùng nhịp đập của hai ngón tay này. Nếu anh em không tin vào tình yêu thì hãy nhìn cách mà hai ngón tay của chúng ta gắn bó với nhau mà học tập nhé. Vẫn không tin vào tình yêu à? Thế có tin cái này không? Ăn gì mũi, tốt cho sức khỏe. Câu chuyện nghe có vẻ mất vệ sinh này từng làm rúng động toàn cầu bởi một nhà khoa học của Đại học Harvard nổi tiếng khuyên rằng người lớn không nên ngăn trẻ con ăn dỉ mũi. Dỉ mũi có chứa nước nhầy giống nước bọt, tạo thành một hàng rào chống lại các vi khuẩn gây bệnh, thậm chí là phòng ngừa nhiễm trùng đường hô hấp, loét dạ dày và HIV. Ăn dỉ mũi chống được cả HIV đấy anh em ạ. Ghê không, ghê không? Các nhà nghiên cứu thậm chí đang tìm cách để chế tạo chất nhầy tổng hợp tương tự, có thể đưa vào kẹo cao su hoặc là kem đánh răng để cung cấp những lợi ích tương tự. Tuy nhiên, câu chuyện này khi đến tai các bác sĩ, họ đã phải bật cười. Dỉ mũi chính là bụi bẩn, là dịch khi bị viêm do ô nhiễm và nhiễm khuẩn. Khi tiết ra ngoài, chúng thấm đầy bụi bẩn và khô đi thành dỉ mũi. Ăn vào không tốt cho sức khỏe, thậm chí gây hại. Ăn vào mà chống được bệnh với HIV thì đúng là ảo thật đấy. Thật ra thì những chất có lợi cho sức khỏe con người trong dỉ mũi là có, nhưng những chất bẩn và vi khuẩn có hại thì còn nhiều hơn gấp 100 lần. Nên là thôi, ăn làm gì mấy cái đồ bẩn, lại còn tạo ra cho trẻ thói quen xấu nữa. Dạy vậy rồi, giết trẻ con lớn lên, nó cũng thế thì xấu hổ lắm đấy. Tôi dạy anh em toàn lời hay ý đẹp, kiến thức thú vị như này thì anh em cũng phải nuôi dưỡng tâm hồn tri thức của thế hệ sau một cách đàng hoàng đấy nhá. Bài học hôm nay đến đây thôi. Anh em học được gì rồi? Bình luận bên dưới để cô chất xám chấm điểm thêm nào. À, ai chưa like, share và ấn đăng ký kênh sẽ bị trừ điểm nhá. Giờ thì bye bye.